Vâng, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta là một cây kỳ lân lập thạch. Vâng, tên của tác phẩm. Một cây đại rất to. Chiều cao phải đến 5,5 m. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến về phía cây. Đến đây để các bạn xem cái sự hoành tráng của cái cây này. Kỳ lân mục thạch, đó là tên tác phẩm. Trồng chậu vô cùng lâu năm này. Các bạn nhìn phần thân này, mốc xanh hết cả rồi. Từ cái thành chậu này lên tên trên cái phần trên của cái đây, của cái thân điểm rừng này, thì nó rơi cỡ khoảng độ tầm 1,7 m. 1,7 m rồi. Chưa kể mình chưa nói với phần ngọn. Đây toàn bộ tổng thể của cái rễ cây. Cây rất già. Đúng là cây siêu đại. Mình thấy các tán trên họ làm cũng hơi thoáng. Nó không nhiều tán, nhưng mà đặc biệt là cái gốc này thì nó ấn tượng. Nó ấn tượng, các bạn hình dung người tham quan với cái cây đó. Cây xanh này cũng là của chú em ở dưới làng mang lên. Rất hoành tráng. Vâng, bác vừa nói xong, cái cây này phải cẩu 15 tấn thì mới cẩu được. Thì các bạn thấy cái cây này nó lớn đến mức độ nào. Tổng thể của cây. Dùng một cẩu 15 tấn. Bây giờ chúng ta tiến vào phần sau nhé, sau của cây. Chúng ta quan sát xem có cái gì lạ không. Rất già, siêu già. Họ vẫn tiếp tục tạo sẹo. Họ quét tạo sẹo. Đây, một cái này nó mọc xuống, phía sau nó sẽ to ra thôi. Điển hình là một cây đại. Quá già. Một tác phẩm khủng. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip sau. Ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Rất già. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.